chắc là đang lên cơn à. Thế khó là chuyện nó bị phổi mà. Ngon phải đi siêu âm về ấy. Dạ, ngon phải đi siêu âm siêu âm thai. Tình hình sao em? Dạ, tình hình thì dạ thai thì cũng phát triển bình thường. À. Thưa quý vị các bạn, đây là chồng của Ngọc. Em tên đầy đủ là Răng. Dạ, em tên là Hồng Anh Toàn. Hồng Anh Toàn. Dạ. Năm nay bao nhiêu rồi? Dạ, năm nay em 34 tuổi. 34 hả? Ngọc là hình như là 36 à? Dạ. Em lại taxi nữa nè. Dạ. Đợt này taxi chạy được không? Dạ, dạ mua này thì cũng hơi... Dạ, hàng chứ? Dạ, hàng Melin. Melin hả? Dạ. Mua đi ế. Dạ. Thường đặt là mua mua em hả? Dạ, thường đặt là mua hè. Mua hè hả? Dạ. Và mua hè đặt như vậy thì mình khoảng được 10 triệu tháng không? Dạ, không. Cao nhất, thời điểm cao nhất thời điểm mà lương cao nhất khoảng bao nhiêu? Dạ, thời điểm mà cao nhất thì cũng khoảng 3 triệu rưỡi tới 1 triệu. À, rồi à. Thấp rưỡi à? Dạ. Em bên chỗ ba mẹ ruột của em chắc con như vậy? Dạ, thì con mẹ thôi, con ba thì đã mất rồi. À, rồi à? Dạ. À. Để anh em trong nhà đóng? Dạ, anh em trong nhà thì chỉ có hai anh em. À, hai anh em hả? Dạ. Là hai anh em trai đúng không? Dạ, hai anh em trai. Là em là anh hay là em? Dạ, em là thứ hai. Hai thứ hai á, tức là em. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Tình hình siêu âm có diễn biến chi mới không em? Dạ, cháu. Ồ hả? Là thai có phát triển. À, sức khỏe em mấy ngày đi ngủ đỡ? Dạ, mấy ngày đi thì em cũng đau mệt mất phổi á. À. Mà siêu âm thì có phát triển nên em cũng rất là mừng. À. Em đạt mà uống sữa ăn xua là rất tốt cho bé vì mẹ. Cái sữa ăn xua hút được anh gửi về hả? Dạ. Có ai gửi thêm cho em không? Dạ, chưa. Chưa hả? Mà em uống của em ăn cũng được. À, dạ. Mà dây thái có lên vai nè. À, dạ. Nên em cũng rất là mừng. Đợt tới là có sữa của mạnh thương quân khác đang cái đường về. Dạ. À. Nếu về tới chắn sẽ mang xuống ngay. Bác sĩ nói với em á, cố gắng thương con mà phải vượt qua để mà cố gắng hết sức. Giờ cho mình mang căn bệnh ung thư phổi đi rồi á, mình phải cố gắng cho con để mà vượt qua. Bác sĩ cũng khuyên em như nữa, bác nào cũng khuyên em cố gắng lên để vượt qua trong cái giai đoạn này. Để mẹ tròn con vuông. Ừ, rồi, quan trọng bây giờ là mẹ tròn con vuông và cái đứa con của mình. Thế bà có dự định còn mấy tháng, mấy tuần nữa là mổ em? Bà nói là thêm là 4 tuần nữa. 2 năm 4 tuần nữa là sẽ sinh mổ hả? Dạ, bà nói nếu có điều kiện thì cho em một mũi phổi. Một mũi phổi là mười mấy triệu nữa. Mùi phổi hả? Phổi để cho chữa phổi cho em hả? Dạ, mà nếu mà không thì nếu mà mổ xong đặt dự đoán vậy thôi, bạn nói với em. Em nói nhiều em có thể mệt không? Em mệt chứ. Thôi nói hạn chế thôi ha. Dạ. Còn đi vào vấn đề luôn thì hôm trước anh có gửi cho em một số cái phần quà của các mạnh thường quân. À, thì cái video đó anh đã đăng tải rồi. Hôm nay có một nhóm mạnh thường quân rất là đặc biệt. Đó là Việt Kiều có, tức là cả con của ba con Việt Kiều ở Mỹ. Hôm nay là đập heo gửi về cho em một số tiền là 150 đô. À, thì các cháu đó là gồm có Sophia Bùi, Jenna Bùi và Anna Nguyễn. Janet Nguyễn, bốn cháu cả thầy gửi cho em 150 đô, xin phụ quỳ đại diện các cháu. Phần quà cũng là rất là đặc biệt bởi vì các cháu tuy còn nhỏ nhưng mà cũng là gọi là dân dùng được chút quà thì nó gửi về cho em. Khi mà xem những cái video của em thì mấy cháu cũng là rất là cảm thông.
và cũng nhận dùng được một phần quà đẹp héo lắm. À rồi, lúc đó được rồi, bởi vì anh cảm thấy em nói mệt ha. Thế có thể là em nói một vài lời về các cháu thay cho Ngọc. À, anh là chồng của Bích Ngọc. À, xin thay mặt gia đình và Bích Ngọc là rất cảm ơn tất cả các em đã giúp đỡ cho gia đình của anh. Anh xin chân thành cảm ơn. Chúc các em học giỏi và thành công. À, cho dù ở đâu, ở quê hương Việt Nam hay là ở nước ngoài, ở Mỹ. Thôi, xin cảm ơn em. Anh chào nha. Dạ, con chào Thùy. À, dạ, xin chào. Dạ, chào chú Dũng. Lâu ngày ông khỏe không? Dạ, ông cũng khỏe để mà lo cho cháu chứ thôi. Cũng khỏe cũng bị ngương chứ, cũng khỏe phải ngương mà lo cho cháu chứ. Vừa rồi có một số tiền có bù đắp được phần nào không? Dạ thì cũng có được một phần đó đỡ, nhưng có chưa một đỡ chứ mấy chứ. Thì bây giờ tình hình của em Sơn răng rõ? Thì cháu Thành đang hôn mê rửa tay. Không đỡ đúng à? Thì có tẩy cái tay thì thấy cái giúp mà con mắt thì có bên đi bác sĩ hơi thảo ra rồi, mà đi cũng thấy cũng dâm do mình biết có dâm cũng được không, cũng biết thấy mình không được, phải được cũng biết được. Cái miếng thì hơi giúp lên chỉ đi thế, giống như em bé mà giống như em bé mà tập nói thôi. Chắc là cũng biết rồi đó, cũng biết mà chưa nói được. Đó. Ăn uống vẫn như cũ đó. Ăn uống thì bác sĩ bơm. Vẫn bơm rồi. Dạ, vẫn bơm thì chưa ăn được. Dạ, răng nói rồi. Dạ, mấy đứa mới khổ đó chứ, quá khổ luôn. Chắc cho ăn được thì nói cho ăn được. Tình hình em thì cũng lắm. Vậy chứ. Đó, bác sĩ cứ nói được cơ hội. Bác sĩ nói cho bố thấm, cho bố thấm như nhau. Ừ, thì cho, chứ con mà lên sờ đâu nữa thì không cho, khổ nữa nữa. Thấm mà thì được, anh thấm là tình hình của cháu. Mà cầm máy ra lắm được, lá liền. Thì bởi không cầm máy được, không thì được, bởi dâm tình hình cho biết rồi thôi. Đó. Dùng như mình nhìn, như mình nhìn quá để mình biết cho mình rõ ràng, có như khi người nhà nói, như khi không sợ thật. Đó, mà thiệt quả là như thật thật cho con. Cái hướng điều trị bác sĩ của nói là sắp tới sẽ như thế nào đúng không? Thì cứ năm đứa con hôn mê được cho bác sĩ. Bác sĩ nói là cũng đang điều trị. Đang điều trị đó. Đang chưa, bác sĩ nói là thở mở máy móc đó. Khi nào bác sĩ mới báo được. Bác sĩ mới báo được. Còn hiện tại bây giờ vẫn chưa oxy à? Giờ thì cái ống chí đó, chỗ cổ đi mà cái máy, bắt cái máy to nữa. Bỏ nó cái ống cổ thở. Cái tê là bắt cái miệng, chưa bắt cổ. Họ cho ăn. Cho ăn để cho ăn như vậy. Cho tiếng. Họ phải nhả cái ống đi cổ á. Dạ. Đây, bắt đây. Vừa thở, vừa đâu nó thở cái cổ. Giờ không thở miệng. Đó. Không thở miệng được luôn. Thì họ bỏ dây cổ. Thì họ bỏ dây cổ rồi. Nói chung là họ bỏ dây cổ để họ cho ăn á. Họ cho ăn cho tiếng á. Họ bơm thẳng luôn. Bơm thẳng luôn đó. Xuống ruột luôn. Thì là thở cũng không được luôn, không quá cổ luôn. Dạ thì thành thì thở được á, thở. Thì thấy thở bằng cái cổ đường quá. Tức là bây giờ thở bằng đường chi, đường qua đường cổ hay là đường ống đó? Ống đi cổ. Ống đi cổ hay là ống hả? Nhưng con mấy cái máy đó, mấy cái máy. Cũng có máy, có máy máy tờ. Máy máy tờ trên đâu á. Phải báo máy hết. Ta dùng vậy chứ chắc thường trực trong trong luôn hả? Dạ, trong trong luôn. Dạ, dùng nó bình thường là em làm chi? Dạ, em động chân nha. Động chân là phóng á, là phóng. Mình làm cho họ là mình thuê. Đó, cho họ cứu, cái lâm thuê. Rồi bây giờ là buổi đêm là mình ngủ ngoài hiên. Dạ, ngủ ngoài hiên rồi đó. Ở chiều á? Thì cũng đem chiều lên. Cũng đem chiều lên. Bị mùi á? Không, mùi thì không có. Chỗ nó không có mùi. À, có mùi hả? Dạ, cao. Cao đóng mà. Không? Chật không? Đóng. Không, đóng, điều đóng thiệt. Dạ, chật thế. Dạ, chật buổi tối thì có cho một chân, một chân đến năm mà. À. Cái cột căng của cột căng của bác á, của tụi tôi. Chắc là điện sáng ở đêm. Sáng ở đêm. Rồi rõ ràng sáng ở đêm. Chỗ nó là chỗ cái chỗ tụi má. Để họ chơi chụp kết quả tí rồi đó. Tí rồi đó. Và tụi mình ngủ. Rồi. Ngủ đó thường thực thế mà có việc chi đó. Đó là chạy. Kiếu là chạy. Kiếu là chạy đó. Ngày đi có kiếu tiền không? Dạ có. Ngày mùng kiếu thì. Dạ là chúng ngày mùng kiếu hết. Ngày kiếu giật mình không? Ngày kiếu thì giật luôn. Kiếu bay nó đúng. Thì họ cũng phải có cái lý do là động để làm chi cho ngày mùng. Thì động mua thì giống như thuộc mé là năm cái số tiền này luôn. Dùng mình không có hiếm. Đó. Tiền màu đó là nó cái số tiền này luôn. Chỉ là mua trong cho mình hết. Phải mua bảo hiểm ngày. Dạ. Người bây giờ khỏe có. Dạ đúng. Điều kiện là mua ngay. Dạ đúng rồi. Điều trị là phải mua ngay chứ. Dạ. Khổ quá khổ lắm. May mà có các mạnh thường quân giúp đỡ, dạ, cho giờ giúp đỡ một phần, dạ. Thôi là coi như dạ thôi thì chết luôn, giống tay đầu hàng, thiệt luôn. Dạ. Dạ. Dạ thì hôm nay con cũng nhận một phần quà của mạnh thường quân.
đó là chị có cái tên ở danh là nhỏ ơi nhớ nhỏ ở bị gửi cho o để phù lo cho em sơn 300 đô. Chị có gửi lời nhắn là chúc em chóng bình phục tai qua nạn khỏi. Đây là phần quà 300 đô của chị có cái dịch dân là nhỏ ơi nhỏ nhỏ. Dịch dân rất là dễ thương ơi. Dịch thương quá dễ thương luôn. Có lời chia thêm với chị nhỏ ơi nhỏ nhỏ không ạ? Thì cũng có chứ. Cũng có thì cũng nhờ là các chị bên Mỹ đâu chị đó rồi. Giờ chị nhỏ 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 rồi cũng giờ thêm chị, cảm ơn chị cũng giờ thêm giúp đỡ thêm chứ cũng quá khổ đi. Mạnh khỏe. Chúc chị mạnh khỏe vui. Hạnh phúc. Và nếu có điều kiện thì có điều kiện thì chị cũng giúp đỡ cho gia đình em có khổ cực quá. Quá khổ cực luôn. Xin cảm ơn ông. Bên đây cũng xin cảm ơn quý vị cũng như là quý mạnh thương quân đã ra tay giúp đỡ hoàn cảnh của O Thủy. Đây là có người con là bị tai nạn, bây giờ mổ não mà vẫn chưa bình phục, hàng ngày phải đóng 3-5 triệu đồng, rất là vất vả. Nhưng mà hoàn cảnh của nhà thì nghèo, giờ nhà cửa thì cầm cố rồi, không còn cái đường nào mà chữa chạy được cả. Mấy ngày này là được các mạnh thường quân ra tay giúp đỡ. Cho nên chị có đỡ phần nào và mong mạnh thường quân ra tay giúp đỡ tiếp. Xin mạnh thường quân để giúp đỡ tiếp cho gia đình của cụ nghèo của ác. Vâng, mình cũng xin cảm ơn quý vị đã chứng kiến mình đại diện các mạnh thường quân gửi các cái phần quà cho các cái hoàn cảnh ở Bệnh viện Trung ương Huế. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị thấy tinh thần của mạnh thường quân rất là tuyệt vời thì không quên like, cảm ơn tinh thần của các thành quân và bấm đăng ký subscribe cũng như chia sẻ video, rung chuông để nhận các video khác mà mình tải lên. Xin được chúc mọi người luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin chào. Dạ con xin chào. Chào Dũng nha.